sợ chín rụng luôn. Trái này mới mới rụng nè. Bóc 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 ra, bóc 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 ra. Bóc đi. Cái này ngon lắm. Kìa. Chết camera mù quá luôn. Quá ngọt. Xoài chín dưới nắng mặt trời này cực ngọt. Bọc chè miếng này. Bằng ngón tay nha. Sợi tí hon à, chín à. Đó là nó có hạt. Và nó hạt như thường. Nhưng mà chua.
hồi quán ăn tiếp ấy. Xoài chín rụng đầy cây. Mà ăn cái này là nó nhanh hồi sức lắm. Rớt trái nữa hả? Cái này cực ngọt luôn hả? Coi nắng làm chín vô đây là ngọt chỗ nào? À, ngọt. Trái này nó đúng vào luôn. Trời ơi, trái ngon vậy. Mình là ra ném rồi. Ném một phát rồi.